Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng John Trang Trang TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút chuông thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Tôi không biết bác này, tôi chưa biết tên bác này, chỉ biết đây là diễn đàn 2016. Rất nhiều bạn ở trên kênh Trang Trang TV á, thì đã gửi cho tôi những cái việc này và nói rằng là diễn đàn 2016 là bênh siêu Phương Hằng hay thế nào đó. Thế nhưng tôi cũng nhờ các bác đấy mà biết, cho nên là tôi cũng vào mà tôi nghe thử một cái video clip. Thì đầu tiên cũng phải chia sẻ với các bác thế này, là cái thái độ của bác MC này tôi không biết tên, cũng khá là nhã nhặn và thích cái sự tranh luận. Thì cá nhân tôi thì tôi suy nghĩ rằng là có cái sự tranh luận thì là rất là tốt. Tranh luận nó sẽ khác với tranh cãi và chửi nhau. Ở trên đó thì chúng ta có một số các lý luận nọ kia vân vân. Thế thì tôi cũng xin chia sẻ đôi điều với các bạn ở trên kênh. Đó là cảm xúc của tôi là như thế. Tức là tôi là rất là tôn trọng bác này. Tôi rất tôn trọng bác. Nhưng mà tôi cũng không đồng ý với các quan điểm của bác cho lắm. Ở trong video clip mới nhất, có rằng là mượn sư minh tuệ nội công ngoại kích, thì tôi không đồng ý và tôi đã phải cố gắng để mà nghe hết cả cái video clip này. Và ở đây thì tôi xin chia sẻ cái quan điểm của mình với bác diễn đàn 2016. Thứ nhất ấy, là bác cho rằng nghĩa là có khoảng độ tầm 6 cái vấn đề mà bác nêu ở trong cái cơ quan này. Thứ nhất là bác đã nói về cái việc mà có ai đó tạo nên cái hiện tượng Thích Minh Tuệ. Đấy là vấn đề số 1. Vấn đề số 2 bác nói á, đó chính là cố gắng đánh vào giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và đấy là cái thông qua những cái vị sư như Thích Trân Quang, Thái Minh, như quy chụp cả giáo hội. Và vấn đề số 3 là bác cáo buộc là nghĩa là Việt Nam bị thế cho nên là bị cáo buộc chính quyền Việt Nam can thiệp vào cái tự do tôn giáo. Đó. Và những cái vụ mà vu cáo, còn gọi là vu cáo Việt Nam theo dõi tự do tôn giáo. Và cuối cùng thì đang thần thánh hóa và Phật hóa Thích Minh Tuệ, trở thành một người bất khả xâm phạm. Và chốt lại quan điểm của bác là vấn đề liên quan tới sư Minh Tuệ là phải có cái trách nhiệm công dân, vì do ông mà thành ra là bị lợi dụng và ông phải có cái trách nhiệm của mình trong cái việc này. Đúng không? Thế tôi xin chia sẻ tóm tắt với các bác như thế và tôi sẽ đi từng cái vấn đề tôi chia sẻ với các bác. Vấn đề liên quan đến việc hiện tượng sư Minh Tuệ thì bác cho rằng sư Minh Tuệ được dựng lên ở trong một cái thời gian rất là ngắn, người ta gọi là hiện tượng. Người ta gọi là hiện tượng sư Minh Tuệ. Sau đó nó được nâng cấp dần lên theo thành 4-5 cái cấp độ như bác nói. Đó chính là về sư Minh Tuệ là có thật, rồi là vân vân đó kia. Đấy. Thì thành ra cái cấp độ và đưa sư Minh Tuệ trở thành một cái biểu tượng. Tôi thì tôi không đồng ý cái này. Bởi vì nếu tôi nhớ không nhầm thì vào cuối tháng 5 tôi cũng đã chia sẻ với các bác một cái điều rằng là sư Minh Tuệ xuất hiện ở trong một cái thời điểm mà dân tộc Việt Nam á, người dân Việt Nam á, thật sự đã quá chán ngán với một vài vị sư Việt Nam. Chán ngán cực kỳ luôn. Và đây không phải là mới. Họ chán ngán đến cùng cực khi mà trước đây là các sư là kinh doanh làm tiền. Kinh doanh làm tiền. Chúng ta thấy là dâng sao giải hạn. Chúng ta thấy rằng là chiêm bái xá lợi. Rồi các vị sư nói không đúng chánh pháp của Đức Phật. Thì người ta đã chán ngán và thậm chí các bác thể thấy gần nhất trước khi vụ sư Minh Tuệ thì đó là vụ xá lợi tóc Phật. Nhưng không được giáo hội Phật giáo Việt Nam giải quyết gốc cõi. Và cuối cùng nó trở thành một cái gì đó, nó im ỉm như một cái lò xo nó bị nén. Đấy là thứ nhất, là cái lò xo nó đang bị nén và bị giữ bởi một cái chốt rất nhỏ. Cái chốt rất nhỏ này nó bùng phát. Nó bùng phát khi sư Minh Tuệ xuất hiện. Trùng hợp một số bài báo trước đó, người ta cũng đã nói chuyện về cái việc mà một số ông giảng sai chánh pháp như là Thích Trân Quang hay một số người khác, nó không đúng với tinh thần của Phật giáo. Thì sư Minh Tuệ xuất hiện
và lúc này người ta bắt đầu tìm hiểu sư Minh Tuệ. Chứ trước đây á, sư Minh Tuệ đâu có ai để ý đâu, vẫn đi mà vẫn có quay clip vân vân mà, nhưng có đâu có ai để ý. Nhưng bởi vì là cái hình ảnh của sư Minh Tuệ, một cái đoạn clip rất nhỏ được tung ra, rất là đơn giản được tung ra và trở thành một cái, nó giống như kiểu là tháo được cái chốt đó ra. Khi nó tháo được cái chốt ấy, thì cái lò xo bị nén nó bung ra thì mới tạo ra được một cái hiện tượng sư Minh Tuệ. Có lẽ là bác diễn đạt 2016 chưa hiểu được một cái ở trong truyền thông người ta gọi là điểm bùng phát. Tức là nó giống như kiểu là một số người á bị uất ức nhưng mà bị kìm nén rất là lâu. Có rất nhiều vụ giết người nó xông ra cái vụ điểm bùng phát thế này về tâm lý. Tức là có những cái họ bị bạo hành, họ bị dồn nén, họ bị gì đó. Cho tới khi ấy, một cái hành động rất nhỏ nhưng nó như một giọt nước tràn lên và bùng phát ra. Và họ phạm tội ở chỗ đó. Thì ở đây ấy, cái điểm này của xã hội Việt Nam nó cũng vậy. Người dân Việt Nam, các Phật tử Việt Nam đã quá chán ngán với một số vị trần tu. Và họ ra giả lên vị sư sãi. Và ra giả trên mạng suốt ngày. Cho nên khi sư Minh Tuệ xuất hiện thì người ta mới thấy một cái biểu tượng ở trong đó. Người ta vào chùa, người ta toàn thấy ông Từ, ông Minh với cả ông Quang là toàn có tiền không à. Đó, trong 10 tỷ thì thầy xỉu, kiểu như thế. Thì trước khi sư Minh Tuệ xuất hiện nó đã có cái thầy rồi. Nên phải nhớ điều đó để mà nó bị dồn nén, nó bị áp xuống. Trong khi đó giáo hội Phật giáo Việt Nam không giải quyết dứt khoát việc đó. Và đó là trách nhiệm giáo hội. Nó cũng đồng thời nói về vấn đề của các bác về liên quan tới vấn đề là giáo hội Phật giáo Việt Nam. À, bác cho rằng người ta thông qua hiện tượng sư Minh Tuệ để người ta công kích vào giáo hội Phật giáo Việt Nam thông qua như một số sư như là Thích Chân Quang, nói Thích Trúc Thái Minh vân vân ông Tử. Thì ở đây xin thưa với các bác như thế này, nếu như công kích vào giáo hội Phật giáo Việt Nam thì là đủ căn cứ để đi tù rồi, để đủ căn cứ để đi tù rồi đó. Nhưng người ta có thể nói rằng là giáo hội Phật giáo Việt Nam chưa làm hết cái trách nhiệm của mình. Và đó là cái yêu cầu và cái mong muốn chính đáng của những người Phật tử. Khi nhìn thấy một vài cái hiện tượng như Thích Trúc Thái Minh, Trích Chân Quang, có những cái nó là mê tín dị đoan, nó giảng sai chánh pháp và thậm chí sửa cả giới luật, thì với trách nhiệm của giáo hội sẽ phải xử lý một cách nghiêm minh và nhanh gọn. Thế nhưng tất cả mọi thứ nó bình này ra. Thì cái việc người ta yêu cầu, các Phật tử hay người dân yêu cầu và trách nhiệm của giáo hội là hoàn toàn chính xác. Và đến bây giờ như vụ Thích Chân Quang thì bác diễn đàn 2016 cũng thấy rằng là cái sự bức xúc đối với giáo hội đó chính là cái việc mà nhà nước đã không công nhận cái bằng cấp 3 của ông. Tức là theo 4 cái tiêu chí để làm trụ trì của một cái chùa thì ông phải bị đuổi khỏi chùa ngay lập tức. Thế nhưng đến bây giờ giáo hội vẫn chưa làm cái điều này, chưa có thông báo chính thức về cái điều này. Và cái sự việc này nó làm cho sự bức xúc. Cho nên nếu có trách ấy, thì trách giáo hội đã làm hết sức chưa để bảo vệ. Niềm tin nó không tự nhiên mà có. Đó, nó không tự nhiên mà có. Mà nó phải trải qua các hành động. Nó giống như lượt like, lượt sub của bác nó không tự nhiên mà có. Mà nó phải trải qua rất nhiều những cái video clip, những hành động thì mới có được cái đó. Đúng không? Của tôi cũng vậy thôi. Có kênh đã bị mất cái hàng trăm ngàn. Nói chung 367.000 lượt sub có bị mất. Thì tất cả thứ đó thì thấy rằng là mọi thứ chúng ta làm thì nó mới tạo nên được cái giá trị. Chứ không phải rằng là bây giờ ông không làm cái đấy đâu ra. Đúng không? Thì ở đây ấy, chúng ta thấy rằng là giáo hội Phật giáo Việt Nam ở vấn đề số 2 cũng phải có cái giá trị. Cái số 3 ấy, liên quan tới cái cáo buộc Việt Nam, cáo buộc chính quyền can thiệp vào tự do tôn giáo. Đây là một cái vấn đề mà người bảo có cũng được, người bảo không cũng được. Bảo không cũng đúng mà bảo có thì không biết là thế nào. Đúng không? Cái chỗ này ấy, thì tôi cho rằng ấy, cách giải quyết nó vô cùng. Bác lấy ví dụ các dân biểu của Hạ viện Mỹ, rồi người ta đưa lên người ta cáo buộc và đưa Việt Nam vào trong cái danh sách, nó gọi là cái danh sách theo dõi về tự do tôn giáo. Đúng không? Thì bác cho rằng là như thế thì làm ảnh hưởng uy tín Việt Nam. Và đến tháng 7 thì Việt Nam yêu cầu mình phải đưa ra khỏi cái này. Thế thì thực tế các câu chuyện ấy, thì chúng ta cứ thực hiện theo tư tưởng của Bác Hồ về tôn giáo thôi. Tư tưởng của Bác Hồ về tôn giáo là vô cùng đơn giản. Mọi vấn đề đều dựa theo cái đối thoại, đúng không? Và sự chân thành. Chúng ta có thể mời họ sang đây để mà xem tự do tôn giáo Việt Nam thế nào. Chúng ta có thể mời đại diện sang đây nếu họ cáo buộc chúng ta
là liên quan đến tự do tôn giáo, tức là liên quan đến ông Sư Thích Minh Tuệ. Chúng ta bây giờ với họ là đối tác chiến lược toàn diện cơ mà. Việt Nam cũng là, trước đây cũng là ủy viên của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc cơ mà. Chúng ta hoàn toàn có thể mang họ sang đây, mời họ, ông không tin tôi theo cái lớn chân thành, chúng ta không có tự do tôn giáo thì liệu cáo buộc tôi như vậy, mời ông sang đây nói chuyện thẳng thắn với Sư Thích Minh Tuệ. Sư Thích Minh Tuệ hiện nay đang ở Gia Lai mà. Cách giải quyết vô cùng đơn giản, không có cái gì khó cả trong các cái giải quyết, đúng không? Rồi bác tiếp tục, bác cho rằng là người ta đang cố gắng Phật hóa Sư Thích Minh Tuệ thành người bất khả xâm phạm. Cái này thì tôi miễn bình luận nhé, miễn bình luận. Và cái cuối cùng á, thì bác có đưa ra một cái nhận định á, đó là Sư Thích Minh Tuệ theo quan điểm của bác là phải có trách nhiệm công dân, là bởi vì ông thật ra ông tu thật, ông ăn một ngày một bữa thật, đi bộ thật, ngủ ngồi thật, vân vân, nhưng phải có trách nhiệm công dân trong cái việc này. Nếu mình bị lợi dụng thì mình phải như thế, đúng không? Thế thì tôi cũng hoàn toàn tôi chia sẻ điều này với các bạn, tôi chia sẻ hoàn toàn điều này với các bác thôi, là chúng ta cứ gặp mặt Sư Minh Tuệ, chúng ta cứ nói chuyện thẳng thắn với sư, và thực tế trên đầu sư đang thực hiện hết trách nhiệm công dân của mình. Có rất nhiều lần đi ấy, thì sư cũng bảo rằng là thôi mọi người về nhà nhỉ, mọi người đi tốt đẹp nhỉ, việc của sư là đi, còn việc đi theo là của họ. Nhưng mà sư vẫn khuyên mọi người rằng là thôi thì mọi việc tốt đẹp rồi về nhà nhỉ. Đó. Thậm chí là sáng nay, tức là ngày 9 tháng 11 ấy, thì bởi vì bên kia quá đông và sư sợ rằng mất trật tự, sư sáng nay đi khất thực đường khác vắng hơn. Đó là việc sư làm, chứ sư đâu có cố tình việc này đâu, sư đâu có đủ thẩm quyền việc này đâu. Và thứ hai nữa là sư cũng nói thẳng là sư không liên quan đến đạo Nhân Quả, cũng không liên quan đến bất kỳ đảng phái nào. Đấy là những điều sư trả lời rất trung thực. Và chúng ta hoàn toàn có thể phỏng vấn việc này, có liên quan đến Việt Tân hay không, có liên quan đến chỗ nọ chỗ kia hay không, người ta lợi dụng hình ảnh của sư là thế này có đúng không, vân vân. Chúng ta hoàn toàn có thể phỏng vấn sư mà. Và cái cuối cùng, cái này tôi chia sẻ với cả bác diễn đàn 26 rất hay, là đến tận bây giờ qua rất nhiều tháng, rất nhiều kênh như bác và mọi người không chỉ rõ ai là đứng đằng sau ở chỗ này, không chỉ rõ ai đứng đằng sau ở chỗ này. Nếu có bằng chứng các bác đưa ra, kẻ nào đứng đằng sau, tổ chức nào đứng đằng sau, tất cả các câu chuyện của bác và tất cả câu chuyện của những kênh khác khi nói về Sư Thích Minh Tuệ hay rằng lợi dụng liên quan đến Việt Tân được Công giáo đứng sau, chỉ cần đưa tôi bằng chứng, tôi sẽ là người đứng sát cánh của các bác. Tôi sẽ là người đứng sát cánh của các bác luôn. Đưa tôi bằng chứng rằng là ai, tổ chức nào đứng đằng sau cái việc kích động tạo ra cái hiện tượng Sư Minh Tuệ từng bước bài bản như bác nói, rồi tấn công Giáo hội Phật giáo Việt Nam, công kích chính quyền Việt Nam, rồi lật định lật đổ chế độ của Việt Nam. Các bác đưa tôi bằng chứng là có kẻ nào, tổ chức nào đứng đằng sau, có phải Việt Tân hay không, vân vân gì đó. Tôi sẽ là người mời các anh em an ninh đến và tôi sẽ sát cánh của các bác để làm cái việc này. Bởi vì chúng ta không hề muốn có cách mảng màu. Chúng ta đang cần tạo ra một thế giới đoàn kết, một Việt Nam đoàn kết, vì đoàn kết của Việt Nam là sức mạnh. Đấy là đôi điều tôi chia sẻ với cả bác diễn đạt 26. Không biết bác có nghe hay không, nhưng đây là 6 cái thì tôi cũng đưa cái quan điểm của mình ra để chúng ta cùng nhìn nhận. Bởi vì muốn chỉ thì chỉ hay không chỉ, tôi chỉ lấy ví dụ thế này. Liên quan đến hình ảnh của Sư Minh Tuệ được đẩy lên cao, việc này là không khó để tìm ra được những cái người mà đứng đằng sau cái hiện tượng Sư Minh Tuệ. Chúng ta chỉ cần tìm cái clip của bạn nào vừa post lên ấy, là để mà Sư Minh Tuệ mặc áo trong trắng A Di Đà Phật thế này này. Rồi chúng ta tìm ra các TikToker, những người YouTuber đi theo Sư Minh Tuệ. Nhưng tất cả đều có hết. Chúng ta chỉ cần dùng một cái phần mềm, một cái app mà xưa nay giới marketing chúng tôi hay dùng để đo lường những cái hiệu quả xã hội ấy. Tên app của nó rất nhiều công ty, rất nhiều khác nhau, nhưng nó gọi là phần mềm Social Listening, tức rằng lắng nghe mạng xã hội, và dùng ở trong giới marketing của tôi rất là nhiều để chúng tôi đo lường hiệu quả các chiến dịch. Thì ở đây ấy, chỉ cần đo cái đấy vào sẽ biết ngay kênh nào làm nhiều nhất, kênh nào có lượng view nhiều nhất, kênh nào chủ động nào, vân vân. Tất cả từ đó chúng ta đều có người, và khi đã có con người thực thể như thế này
thực thể như bọn tôi thế này thì hoàn toàn có thể là điều tra xem tài khoản, điều tra xem vân vân để xem rằng ông này có nhận tiền của Việt Tân, có nhận tiền của Công giáo, nhận tiền học kia hay không, để mà đi ủng hộ sự minh tuệ, để mà phát tán những cái hình ảnh của sự minh tuệ theo bốn bước mà bác nói. Tôi không nói chung chung, và ở đây cách thức điều tra hoàn toàn có thể có được. Và chắc chắn là nhiều bạn ở trên kênh cũng biết rằng hồi xưa đi ấy, có những kênh nào là hay đi theo sự Thích Minh Tuệ và quay phim phát tán những cái đó. Cho nên họ có phải là người Công giáo, họ có Việt Tân, họ có phải là người có động cơ hay không? Việc việc làm này là việc làm có chủ đích hay không? Thì hoàn toàn có thể điều tra được. Thì liên quan đến cái phần mà như bác nói lúc đầu rằng là xảy ra hiện tượng Thích Minh Tuệ không phải là hiện tượng bình thường, thì tôi cho rằng nó đúng không phải là hiện tượng bình thường như thường ngày, nhưng nó là cái điểm bùng phát, nó là cái điểm bùng phát, nó như cái lò xo bị nén nén chặt xuống và bị chặn bởi một con ốc, và sự minh tuệ xuất hiện chẳng qua là nó làm bung con ốc ra và nó bùng phát lên thôi. Và bởi vì giống như kiểu người dồn nén, bị dồn nén rất lâu, họ phải chịu đựng âm ỉ không chia sẻ được, đến một ngày đẹp trời có thể cái sự dồn nén sợ mức đó có thể gây ra thành án mạng, và bình thường họ sẽ không bao giờ làm thế. Cho nên câu chuyện ở đây ấy, là tôi câu chuyện chia sẻ qua diễn đàn 2016, và bác chỉ ra được bất cứ ai hoặc cái tổ chức nào là lợi dụng thì bác hãy báo tôi. Tôi là người quen rất nhiều người trong ngành an ninh, bởi vì có những người theo dõi tôi, có những người mà tôi cũng rất là thân, tôi sẵn sàng tôi báo cáo và tôi đứng tên luôn đơn để tôi tố cáo những người đó, bởi vì tôi đang bảo vệ Việt Nam, đang bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước bằng những luận điểm có lý luận, có căn cứ, có logic được trích dẫn trong các nghị quyết, trong hiến pháp và pháp luật, chứ không phải là một cái tôi tự bịa ra được. Chúng ta phải bám sát vào đó. Cảm ơn tất cả các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.